Đây quý vị nhìn con cá lóc. Ôi. Dính nào, dính con cá lóc các bạn ơi. Nè. Chú giờ lên cho chú. Đây cá lóc đi. Wow, quá đã luôn, Dạ, Thanh xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay á, Thanh đi ra đồng á, Thanh có đem theo cây len này nè để Thanh đi kiếm mấy cái hang Thanh đào hang cua, kiếm cua giờ Thanh nấu canh á, ăn cơm. Nhưng mà do là nãy giờ Thanh đi vòng hoài à, Thanh không có gặp cái kinh nào mà nước nó cạn với lại kiếm hang không có các bạn. Cũng may sao là nhờ gặp được cái ông chú này nè. Cái ông chú này thì cũng chưa có quen ổng nhiều á, mà ổng gặp mình đi vòng nãy giờ trời nắng trời nôi á, ổng thấy thương cái ổng nói là ở trong cái vườn nhà ổng á có cái kinh á, hang rất là nhiều luôn. Ổng kêu bây giờ ổng kêu Thanh đi vô trong cái trại đợi ổng, bây giờ ổng xịt cái bình thuốc xong ổng đi lại, ổng sẽ dắt Thanh đi đào hang cua tới kìa. Bây giờ ổng đang đi lại thì các bạn, bây giờ Thanh sẽ dắt cô chú anh chị em và các bạn đi tham quan cái vườn của ông chú có cái trại rất là lý tưởng luôn. Dạ, ổng trồng từ ngoài đó nha, vô một vạt là đu đủ, một vạt là bên dừa thêm các bạn biết không, ở bên dưới là cây ớt nữa nè, cây ớt với bạc hà, cà na, nói chung là đủ loại, nói chung là ổng trồng nguyên một cái vườn luôn á, đu đủ trái sai ghê luôn nè các bạn, nè, trái xum xê luôn nè, sai quả luôn, cây lùng tụt à mà trái một đống luôn. Rồi ớt trồng ở bên dưới nữa nè. Cho cô chú anh chị thì các bạn xem cái tham quan cái vườn của ông chú. Ông chú mới biết một chút xíu. Cây dừa kìa các bạn, coi cây dừa kìa. Cái nó được ba trái đó là uống nước được rồi đó, còn mấy trái trên nó non, nhưng mà công nhận nghe cái cây dừa trái xum xê luôn kìa các bạn. Quậy một đống luôn, đâu có 2, 4, 5, 6 quầy luôn. Đây nữa nè, đu đủ thì trái khỏi bàn luôn. Đây, đây là cái trại của ổng nè các bạn. Cái trại của ổng nhìn rất là lý tưởng luôn nè. Cái trại của ông chú này là nó nằm ở ngay cái giữa đồng luôn đó các bạn. Cái này mà Thanh có cái máy quay la cam á, Thanh quay ở bên trên không trung á, nhìn xuống này nè cho cô chú anh chị em và các bạn xem, rất là đẹp mà rất là phong cảnh, rất là hữu tình luôn. Bây giờ ông chú mình đang lại gần tới rồi kìa, để Thanh đợi chú lại để chú dẫn mình đi vô cái kinh của cái hầm của chú, cái kinh hay là cái hầm mình cũng không rành nữa. Chú dắt mình, chú nói là nãy giờ thấy Thanh đi vòng vòng ngoài nắng, ông tưởng là mình đi đâu không à. Nhật hồi cái ông lại ông hỏi là ông nói ông mới biết là mình đi kiếm hang để mình đào cua, ông mới chỉ mình vô đây. Thì bây giờ mình đợi chú lại, chú đang lại tới kìa. Ông chú ông rất là tốt bụng luôn, mới quẹt có chút xíu. Đây bây giờ ông chú của mình ổng vô tới nè các bạn. Thì bây giờ nãy giờ là ổng đi xịt thuốc nè. Ổng thấy mình đi ngoài á, nãy giờ đi kiếm vòng vòng mà không có hang á, bây giờ ông chú ổng dắt mình đi vô trong đây. Để ở trong đây là hang rất là nhiều luôn. Bắt cá hả? Dạ. Để thực hành bắt cá không? Dạ. Cái trại của ổng rất là lý tưởng luôn các bạn. Ở bên trong nha, ông chú ổng có trồng ngò nè, ngò với ớt, quế, rau đầy đủ, bạc hà, ngò gai, ớt đầy đủ. Nói chung là chú trồng đầy đủ đặng để ăn cá nướng cũng được mà nấu canh chua cũng ngon nè các bạn. Đây mè có mướp. Dạ. Ở sao có mướp luôn. Mướp mấy bụi ăn hết. Dạ. Xanh quanh thì có dừa, làm dạ. Mệt thì chặt dừa tươi uống rồi không? Dạ. Bây giờ Thanh và chú sẽ mời cô chú anh chị em và các bạn cùng đi ra đây để kiếm hang ngò cá. Có cái hang nhậu mà đổ cá trong được lát cái mình bò tới cái hang có cái. Có thấy mấy hang không có hang nào bò được không? Đây chỉ là cá nhóc chừng. Cá khai nước ra nó chậm hơn nhóc. Cái này là không phải cá nuôi các bạn, cái này chú nói là cá thiên nhiên. Cá thiên nhiên ở ngoài là nó, chú khai nước vô, nó vô theo cái chú giữ lại luôn á các bạn, chứ không phải là chú nuôi nữa. Nhưng mà cái hầm này nhìn thấy cá nó ngớp rất là nhiều luôn nè. Đây là có hai bầy lồng gồng luôn á các bạn. Đó mấy cái hang ngập nước đó là mình mò được đó.
vô có lóc bò có cá đó. Dạ. Cá bắt lên nấu canh chua nhậu luôn nha. Chú nó hồ có cá bắt lên nấu canh chua nhậu luôn. Mình thấy ở đây có mấy cái hang này các bạn, bây giờ Thanh đi xuống đây để Thanh học thử luôn. Để cái len đây đi. Tính đem cây len theo để đi đào cua các bạn. Ui. Cua thì ở đây cũng có nhưng mà đâu có đào được. Đào lỡ rồi. Dạ. Bữa nay là Thanh sẽ không có đào hang, Thanh sẽ đi mọc mò hang không. Kéo mấy cái đột muốn dẹt dẹt luôn. Dạ. Muốn nó non kìa. Lát thấy thằng đây rồi, thằng lát thấy gì mấy không? Ê, có con cá. Cá đó, mà mọi dưới cũng có chưa, cá nữa. Chưa có thọt vô hang nữa, cá ở ngoài á. Nguyên xíu ngoài. Cái này cá nhiều lắm các bạn ơi. Hồi nãy thấy cái hang mà cho bá đây nè. Ui, con ốc quắn bự nè, coi nè. Cái con ốc quắn nó bự chà bá lửa luôn nè. Khúc này nước nó cạn quá hay sao? Hồi nãy vừa mới bắt ốc luôn. Nó ủ lắm. Ủ gì đạp thiết nó cũng lên, nó chết chóc gì đúng. Dạ. Thì mấy hàng này con cá nè. Dạ. Thấy con muốn ha, nó cộng nè, còn mấy ha. Chà bá đi. Cái hàng này nè. Ê, chừng chạy ra đó. Ê, có con cá. Chừng có chê, chạy ra có chê. Dính không? Nó ra luôn hay gì vậy? Nó ra, coi chừng cái hang bên. Nó mẹo qua hang bên. Dạ. Ui, thọt vô cùng luôn rồi. Này là gì là nó ra luôn rồi. Ra rồi. Vừa mới đưa tay vô là nó ọc ra nè. Cái hang này có con cua nè. Thôi, vậy đó. Dạ, nó mới bớ được ít cái hang chà bá luôn. Mấy hàng, mấy nước cũng không cá. Dạ. Mà ngoài bắt không đổ đâu, mà mấy cái hang, cá vô hang á. Dạ. Ủa đúng rồi, giờ mới học tay vô cá hay ra rồi. Một là một tay còn, một tay chặt cái miệng biết không. Dạ, thằng cái hang nó bự quá. Dạ, bắt cá rồi. Bắt cá chạy chân. Dạ. Ui, được con cá gô các bạn ơi. Đưa tay vô nó nẹt ghê luôn. Ê. Chưa mới được có một con ra luôn rồi. Cái hang nó được một con cá gô. Nó ra luôn rồi các bạn ơi. Hồi nãy giờ mới giục một con, bây giờ dính được một con nè các bạn ơi. Rồi. Hang quá chèn hang luôn, hang cái này chỗ này cá quá chèn luôn. Hồi nãy giờ mới chơi mới giục luôn. Cá gô nhóc luôn nè. Chắc này, kìa bây giờ ông chú ông xuống ông bắt cá tiếp mình kìa các bạn ơi. Ê, ê, một con đi ra, dính được một con. Hai con luôn, cái hang nó hang cá gô mà chuột hết con các bạn ơi. Ông thấy mình bắt cá. Một con à. Kìa. Đúng là mới đây được con cá gô đó các bạn ơi. Ông chú không mất hang hay ghê luôn nè. Ê, ê, ở ngoài cũng có cá nữa. Vừa mới đưa tay xuống là cá nó động nó đi hết chị. Cái này vậy chú nói. Con lúc. À, hai con luôn nè không? Ui, hai con cá ơi. Ôi, coi coi thấy không? Con gì á? Nhái này gì chú? Chú nói là cái này là cá nó vô thiên nhiên nè chứ không có nuôi nè các bạn. Bây giờ bắt đầu ngon hết chơi các bạn. Chơi nó chui vô cái lỗ chân. Dạ, hồi nãy con mới vuột hết con cá chơi.
ăn cá rô ghê luôn. Vừa mới ấy ấy ấy. Vừa mới thọc tay vô là nó lóc theo cái đường tay mình ra các bạn luôn. Dính hả, dính hả. Ê, đó. Bắt một con nó chung ra luôn trời. Hết sức đã luôn. Cá rô không à. Ai điện nữa. À, giác này có người điện rồi. Ở trời cá ở ngoài nhất luôn mẹ. Dạ chắc vợ chú điện. Mấy cái hang này là có cá rô nhiều nè các bạn. Ui cá rô. Ôi trời ơi. Ai hai ba con nè. Cái này bữa nay không có đem theo thùng rồi. Quá rồi, một tay vịt nữa các bạn ơi, nó lóc ra làm sao mà để vô nè. Chua rồi, xịt na chụp vô như tụi luôn. Ui cái hang cá nhiều quá à. Nè, còn nữa. Nguyên một hổ luôn cái hang cà bá nè các bạn ơi. Thọc hai tay vô chặn nó lại mới được. Ui nó ra hết rồi. Ủa ghê hả? Bắt được hai con. Bắt được hai con chú ơi. Đổ cá gì? Cái này mà đặt cái đú một cái là trúng dữ lắm nè chú. Căng dạ. Mấy cái hang bự này là phải đưa hai tay vô mới được. Phải để tao bắt luôn nha. Ôi một hang cá luôn. Ở con dính ba con rồi chú đưa tay vô liền. Cái con ơi vậy. Ở đu phi rồi quay. Nó còn nữa. Ủa trời đưa tay vô một ba con cá luôn. Con hút nghe một ba con rồi, thấy không? Đưa thùng đi. Nè, thấy không? Đó, hút cái ba con luôn. Nè, nhặt cho. Nhặt. Đứng lên coi. Cái này nó nhỏ quá. Rồi. Ê. Cũng như không. Nó ngu quá nhỉ. Dạ, có chuyện cá con luôn rồi, cái bên đây. Ê, được con cá lóc nè. Rồi cá lóc mày nuôi lại. Bây giờ để một lớp không cái này đem về tao thả ao rồi, ao chứa nước á. Thấy không? Nè, hai con luôn. Cá rô gì? Dạ, cá rô. Cái này có ai cầm giùm cái vỏ đã nha. Lấy cái gọng gì? Nãy mượn chú cái thùng bê đã rồi. Không, lấy cái gọng á, nó mới sốc. Dạ, mượn đi. Bây giờ tôi gửi một cái lóc nha. Dạ. Tính xúc này còn nhiều mới nuôi đó. Dạ. Phải có cái ao xúc chứa nước á. Dính ra dính nữa nè, các bạn ơi, cá rô. Ê, nó lóc ra. Ây da, đau quá. Ôi, dính rồi. Ui, bữa nay cá rô nhiều quá à, cái chỗ này. Hết sức đã luôn. Cái này á, là cá thiên nhiên ở ngoài vô không á các bạn. Ông chú, ông tốt bụng ghê luôn. Bây giờ ông lấy cho Thanh mượn cái á. Bé nữa. Ông lấy cho Thanh mượn cái gọng á, để gọng cá không có bị chết rồi các bạn. Ây da, cái giò ngày hôm qua bị té á. Bữa nay sưng chù dù à. Hay ghê các bạn ơi. À, ê chú ơi, con cá lóc bự chú ơi. Lóc bự không? Dạ. Ăn trong hang. Bắt được không? Để tao bắt. Được, nắm được cái đầu rồi. Cái rộng này, tao rộng nó nhìn dễ bỏ. Ủa trời, con cá lóc này bự lắm nè chú ơi. Ôi, cá của mẹ đó. Mình có vàng lồng đây nè. Dính không? Dạ, dính. Được không? Được đi không ăn chú? Dạ, nó hụt cho chân nữa rồi. Bỏ cá nữa đi. Nè chú cái tay chú dài chú thọ cái đi. Cá lóc cà bá luôn á. Nè cái hang này nè. Ở đây là con cá lóc cuộn gì nè các bạn ơi. Nó quá sâu rồi, cái hang nó quá sâu rồi. Cái này nè, cho mày cá con tiếng. Ý, hồi nãy con đụng con cá này nè, với một con cá lóc nè. Mà con dính, không có dính nè. Như là cá bự không? Tại đặt lấy cái len. Còn hết tới rồi. Không tới chú. Cái hang nó sâu lắm luôn á các bạn. Lấy cái len cũng được.
cái làng đầu nó lên đất luôn. Ông chú, ông cho mình mượn cái nón luôn các bạn, quá nắng rồi. Ông đợi hai cái, ông cho mượn một cái. Quá con cá lóc này nó bự lắm luôn á các bạn ơi. Hồi nãy Thanh thập tay vô nắm được cái đuôi rồi, cái nói chung nó gút vô trong lại. Bây giờ ông chú phải mọt đạo hàng mới dính á. Cái tay chú dài hơn mình mà còn không tới nữa. Cá lóc bự quá. Hồi hộp quá. Không có lớn. Chắc cỡ cái lăng, trắng lăng. Dạ. Hồi nãy con đụng nó cái đuôi nó bự lắm. Con không mò, con mò lắm, chứ không. Dạ. Ở cái này á là các bạn, cá này của chú ở dưới này ha, mà mình mà lấy cái máy á, mình tát nước ra là bắt ha. Nhiều cá dữ lắm luôn á, mà cá này là toàn là cá thiên nhiên ở ngoài vô không á. Chú thấy nó vô rồi, chú giữ lại chú nuôi luôn á các bạn. Chứ cái này á là không phải cá nuôi đâu. Hàng nó còn đi sâu lắm luôn các bạn. Bắt được con cá lóc này là cũng chần ăn với nó luôn. Chị ra tôi bắt đi. Đây quý vị nhìn con cá lóc. Ôi. Dính con cá lóc các bạn ơi, nè. Ui. Để bỏ chung cái gô nó chết. Chú giơ lên cho chú. Đây, cái lóc đây. Quá, quá đã luôn. Ôi, quá đã luôn. Con rồi. Nó ụt ra luôn rồi các bạn ơi. Nói tôi bỏ vô luôn. Rồi, cái này là con cá lóc này là su cà na các bạn ơi. Hết rồi. Còn hai chú. Còn cá lóc chín. Ôi, còn cá lóc chín các bạn ơi. Hey, một con ở đây. Đó, cá lông chiến, cá lông chiến. Đây là bỏ vô bóng rồi. Hết xích đã luôn. Rồi, hết rồi các bạn ơi. Đi ăn khác. Dạ. Tiếp hàng lợi này, vẫn lợi đó. Trời ơi, mình sợ nó chết không giúp bớt. Ôi, cái gồm nhất. Dạ, cái gồm nó ham đi. Rất là gồm. Quỳ dính hai cái gồm nữa các bạn ơi. Ngon nè, thấy không? Bỏ vô đây nè, không biết nè, thấy không? Dạ. Quá, mấy cái hàng này có cua nè chàng, cua bự quá chú. Mà bây giờ á, thấy cá rồi, thấy ham hơn cua. Ê, cái ham. Ôi, một cái gô, cái gô. Ê, cái gô nguyên ngọn nữa rồi. Ê, một đống luôn chú ơi. Đỡ lên, đây, mình nhục như thế nó mau nè, nó không đi. Nè, đi chú đưa tay vô. Mấy hàng sùng cái. Ê, rồi, ba con luôn, ra một lượt luôn. Chắc cái gọng này mình đổ vô trong đó luôn đi, mình khỏi cầm đi theo. Nè, cá rô nè. Thì đính được con cá rô các bạn ơi. Ê. À, cá dữ. Dạ, cái chỗ này cá cũng ghê luôn. Nó cái hàng dưới mé nước, cá dữ. Nè, là ta thục là tay phải bỏ về phải không? Dạ. Nè, là con 5 chỉ nè. Nè, bỏ về rồi, còn cái tay phải á, tay phải kê hút. Hút bụng lật. Dạ. Nó chạy không kịp. Quá, con đưa tay vô, nãy con đâu có bụng đâu, cái nó ra. Nè, một con thấy không? Đó, một con đó các bạn ơi. Nổ, thấy không? Ui, cái hàng này. Sập hai em. Con thấy không? Ba con thấy không? Ui, cá gô. Ôi. Hai con, ui, cá gô này ú dữ hả? Cảm ơn luôn. Con này chú ơi. Nè. Tức là hai con ú luôn. Ê, còn nữa.
nè, khi nào tao mò cái hang mà tao úp cho nè, phải không? Đó, thọc vô là bắt đầu trống nó chạy hơi không kịp rồi, hay là cá dữ dằn luôn. Chú ơi, quá chèn hang này, cỡ này hang của chú, cái chỗ này của chú quá chèn cá luôn rồi. Vô đây, thấy nó ụt ra luôn rồi. Vô đây bắt thấy hang luôn các bạn ơi. Một con. Đó. Nè. Hai con. Đó, chú bắt một bên, mình bắt một bên mà không kịp luôn á các bạn ơi. Nó lóc ra, nè. Đây, cái gì? Cái con cá sặc. Con cá sặc. Đây, con cá gô. Chú bắt một bên mà thọc vô hang nhóc luôn. Mà cá nhiều ghê luôn á. Cái này này bắt ở ngoài cá gì? Trời ơi, coi nè. Cộng có muốn nó bự nè. Nó non thấy ghê luôn mà chú ơi. Không có bẻ bán hả chú? Con được mấy cộng nó. Mấy cộng. Ăn cái này. Ôi chú ơi, cá lóc buồn chà bá luôn kìa. Ui, để thành mượn cái này hướng lại mới được các bạn ơi. Ít ta con cá lóc chà bá lửa luôn các bạn ơi, con nó lú đổ ra đây. Khoan, quý vị thấy con cá lóc quá khứ luôn, cá lóc của tao kinh. Quá khứ cá lóc bự rồi. Đủ đi luôn hả? Dạ. Đây hả? quay cận cảnh cho cô chú anh chị em các bạn cùng xem nè. Ít ta con cá lóc bự này nó lú đưa ra nè các bạn ơi. Nó chú bắt ra kìa. Nè quý vị ơi, cái nè ha, từ từ nè. Ô chạy vô luôn rồi. Nó ụt vô. Nó khôn ghê luôn á. Lôi ra. Rồi, dưới đi. Wow, ui con cá lóc chà bá luôn. Con cá hồi nãy còn nhỏ. Ôi, bỏ vô. Ui, hết sức cả luôn. Ôi nè các bạn ơi. Con cá lóc bự hết sức cả luôn nè, chà bá lửa luôn. Ngày hồi nãy là bị giục hết một con. Bây giờ dính rồi. Cái con nãy nhỏ. Bây giờ dính con bự luôn. Đã luôn. Cái chỗ này cá gô với cá lóc nhiều ra luôn. Nhiều quá nhiều. Dạ mà cá gô nhiều quá. À, cá gô nè. Có cá gô nữa kìa các bạn ơi. Bỏ cái này nè bác kể. Dạ. Ờ mày đổ mẹ cái này vô đi. Cho mấy thứ. Để mình lắc mấy thứ. Giờ mình đổ cái vỏ cá này vô trong cái này luôn các bạn ơi. Là để vậy luôn á hả? Để vô ăn bắt ăn. À. Vậy là chú này là chú để muốn ăn cái là vô bắt cá về ăn luôn, khỏi phải đi chợ các bạn ơi. Thêm cái chú trồng rau ở trên bờ á, một đống luôn. Là muốn ăn cái gì? Muốn nấu canh chua thì cũng có rau canh chua, rồi muốn rau luộc có rau luộc luôn. Đầy đủ luôn. Đây tới cái hang cá rô quý vị ơi. Cá rô nữa kìa. Quá cũng này cá rô. Lộn ra đây. Để chạy nè. Cái này nó xuống nước nó nặng thế. Cái này nó có nhảy cho cái chở này. Ê, đừng tới mệt. Nè nếu mà dành mở nó ra đi, nếu mà dành nó chảy ra con nữa đi. Mở ra đi, mở rộng rộng ra nè. Kéo này rộng rộng ra, cái nếu này dần dở lên nó. Như cái hôm mới ra không được. Nó không nghĩ ra. Còn rút tay lại chạy ra. Bắt từ từ là nó không ra. Ôi vừa mới đưa tay luôn, chưa kịp bắt nữa. Có con cua nhỏ nữa kìa. Cái này bỏ cái này luôn rồi. Quá là ham mồi. Ôi. Nhóc một tay bụng một tay bắt nó được. Để rút ra là nó chạy ra nè. Nè nó luôn. Dạ. Nó nước vô lại chạy ra. Đây nó đưa lên. Nó có nó chạy ra còn.
hai con luôn. Đó, đúng rồi. Ui cái này, cái này một đống cá luôn nè. Bắt tay đủ ra được. Ê chú có một cái lóc nhỏ nè. Để chú đem về chú nuôi. Ôi chú nó ụt ra. Nguồn nước mò không muốn lên luôn á. Tại cá nhiều quá nhiều rồi. Biết bờ không chỗ này nè. Cái cá nó lên ăn lúa mất thấy rồi. Dạ gì hả? Đúng không? Nè, cái này. Cái nguồn hai ba con cầm lắm luôn. Bắt hết cái hàng này hướng ra được nhiều quá, tặng hàng này mình lộn nó bắt. Nãy giờ chưa hết hả chú? Ê, đợi cô cá chê nữa. Đi cô cá chê các bạn ơi. Quay đầu là con, rồi quay đầu là con. Quay đầu nó bắt. Chị con cua nó bò lên kìa chị. Cua nó bò lên kìa. Từ gác con. Nó hết rồi. Cá chê bụng chú. Đây quý vị ơi, trong khi mà quay á là không dám cầm lâu nó dãy cái một mi tuốt. Đây, cá chê đi. Wow, hết sức đã luôn. Bỏ mọi đồ đi. Bỏ. Ít nãy giờ, ổng còn cái hang đó, hai cái chục con cá ngô rồi, chứ thêm một con cá chê nữa đó mà chưa hết cả nữa các bạn. Cá hết cả nè. Con cá chê nó. Quá khí cơ gì cả. Ui, con cá chê đó ngon, thịt nó ngon ghê kìa. Thôi được chưa? À, làm nó thôi. Thấy nó bắt nãy giờ thấy nhiều, thấy đã quá không muốn lên luôn các bạn. Tại vì quá trời nhiều cá, hầu như hang nào cũng có cá ngô chứ á. Mà nhưng mà nãy giờ mình bắt cũng nhiều lắm rồi. Bây giờ mình đi lên. À, bắt cá là muốn dễ nè, nó nha. Xả nước ra dài bao không, nước chung lên chẳng nghe là bắt. Hết rồi, nãy giờ chưa hết nữa rồi các bạn. Bây giờ nè, móc ra con, móc ra con. Cái hang này nãy giờ chú bắt đâu cả mười mấy con luôn rồi đó. Với một con cá chê. À, cái ngô nè. Không biết nào có em. À, đâu rồi, đâu rồi. Đó. Quá chuyện cá ngô luôn các bạn. Không, bây giờ nó khô nước phải không? Có chảy nước dưới qua rồi nhá, cho nước vô cái chung lên nè. Quá cực khủng khiếp luôn. Ui. Nó bắt luôn. Bắt hoài được hoài luôn các bạn. Cái này vô nguyên một ổ hang từ 30 con cá rô. Rồi, hết lên đây. Rồi bây giờ mình đi lên các bạn ơi, nãy giờ là cũng nhiều cá lắm rồi. Các bạn dòm kìa. Từ nãy giờ Thanh với ông chú đi mới có một khúc rồi chưa được hết nữa cái hang luôn đi. Mà cá nhiều cái ghê luôn á. Bây giờ xuống đây mình rửa người rửa cá luôn các bạn ơi. Quá chèn cá rồi. Cho mình mượn cái nón đi. Qua đây có cây cầu đã ghê luôn nè. Đáng lẽ là bữa nay á là Thanh đi ra đồng Thanh bắt không có cá nữa các bạn, tại biết cả biết sao bữa nay á là nước quá trời lớn rồi, với lại á hầm á nó không thấy hang không thấy hang nữa. Thanh đi thôi cũng hên lắm, cái gặp được ông chú ông hỏi làm gì nãy giờ mày đi vòng, tao thấy mày đi trời nắng trời nôi đi vòng hoài. Cái nó mình mới nói là dạ con đi kiếm hang con bắt cá để đào cua bắt cá để về nấu cơm ăn. Cái ông nói hồi ôi nãy giờ tao thấy văng nắng em nôi. Cái ông chỉ vô trong, ổng kêu mình vô đợi ổng đi, ổng xịt xong dở đang dở bình thuốc á, ổng xịt xong cái ổng kêu mình đi vô trong đây bắt cá. Thì cá này á là của ông chú ổng khai nước ở ngoài sông mày kinh lớn đi vô các bạn. Cái này là cá thiên nhiên luôn chứ không phải là cá nuôi nữa. Ổng một đống luôn nè. Bắt
bắt ý là Thanh với chú bắt chưa được nửa cái kinh, nửa cái đường nữa đó, mà đã bao nhiêu này cá rồi nè, dưới cuộc ui hết sức cả con cá lóc bự nè, phải mà bắt thêm một chút xíu nữa nha. Là chú nói mà mình mà chịu đi bắt á, vòng hết trơn từ bên đây qua tới bên kia vòng qua lại á, là chú nói nha, là từ lên tới đây luôn cá cái hàm ghê luôn. Mà công nhận nha các bạn, thọt vô cái hang á, con nào hang nào á cũng có cá chứ nè. Con nè, Thanh không dám đưa ra ngoài, Thanh sợ đưa ra ngoài á nó bị nhảy đi ruột uổng lắm, cá lóc bự á. Đó, bây giờ Thanh nhớ được mấy con cá lóc, mấy con cá lóc với mấy con cá gô nè các bạn ơi, thì con cá chê nữa đây nè, quá chèn cá luôn á. Bây giờ mình đổ cá ra đây cho cô chú anh chị để các bạn xem thành quả. Nãy giờ mình nhớ ông chú đi ra ngoài đó một cá nè các bạn ơi, hết sức đã luôn nè, được một mớ cá gô ú nu luôn nè các bạn. Con cá gô ú nè coi nè, cá gô này gì mà về kho tổ á, ăn ngon dữ lắm, kho với cái nồi đất á các bạn. Cá lóc nè, cá lóc bom thùng. Dạ, bây giờ cá lóc này bom thùng này. Ôi ôi đó, à cá lóc trứng á nha. Con cá lóc này các bạn, sao nó nhảy hoài vậy ta? Đó. Với một đống cá gô nè các bạn, cá này chú thả lại hầm luôn nè. Bây giờ mấy cái cá chê đi. Cá chê uống. Bây giờ mấy con cá lóc nhôm này nè, mình đưa lại cho chú thả vô hầm. Chết nó đi, nó có chết. Với một mớ cá gô nè các bạn. Con cá lóc nhỏ này kìa. Nè. Đây, cá lóc giống nè. Đi cá lóc giống. Còn gì nữa không? Có hết. Đây, phải bắt được cá sặc luôn đấy. Ăn ngon, cá sặc nấu chua thôi. Dạ. Rồi cá này là mình bắt ở dưới hầm á các bạn. Rồi mày lấy cái bọc tao đổ hết vô con này. Cá này là chú cho mình hết luôn á. Cái bọc đó, cái bọc nhỏ. Cái bọc nãy đâu. Thì hồi nãy á, là bắt cá gô xong rồi cái chú cho mình hết đem về, nhưng mà mình thấy vài con cá gô nó ốm á, bây giờ Thanh thả xuống đây lại để cho chú nuôi lại cho nó sống lại thiên nhiên lại các bạn, để nữa nó bự cái mình ăn thịt nó cũng được. Như cái con cá này gô này nè, ú nu chà bá lửa luôn. Để Thanh sẽ bắt mấy con cá gô ốm Thanh thả nó xuống kinh lại. Cá này cũng là cá thiên nhiên không mà các bạn, cho nên á, mình bắt cái nào ú mình ăn thôi, còn cá ốm mình thả lại đi. Nè, như con này ốm nhôm dài sọc. Tại vì á, nhà mình nó cũng ít người, mình ăn cũng không có hết, cho nên á, mình chỉ là bắt mấy cá bự cá ú mình ăn thôi, còn cá nhỏ thì mình thả lại. Mấy con cá lóc kiến này nó cũng nhỏ nên mình thả lại luôn. Một hàng hai con cá lóc kiến luôn á, con cá lóc nữa. Cá gô nhiều thấy ghê luôn, thọt tay xuống một cái bắt đầu cá, một hang là 3-4 con là ít lắm luôn á, còn hang toàn là 10 con, mười mấy con là nhiều các bạn. Do là Thanh học vô á, Thanh không có dựng cái hang lại cho nên cá nó theo tay nó đi ra trơn. Cái ông chú mới quen thì có chút xíu thôi mà ổng thương mình thấy ghê luôn các bạn. Đây nè, thì thành quả mà ui cá lóc nó nhảy. Thành quả là Thanh nãy Thanh đi độ chú là chú cho mình hết trơn cá luôn, nhưng mà Thanh thấy mấy con cá gô nó cũng ốm quá, Thanh thả lại. Bây giờ Thanh chỉ bắt là mấy con cá gô ú thôi, mấy con cá gô ú để giờ mình kho tiêu một mớ với mình nấu canh chua. Chứ chú bẻ cho mình một bó rau muống nè các bạn, coi nè rau muống cái cọng nó dài ọn luôn nè. Chú bẻ cho mình một bó luôn á, không muốn này giờ nấu canh chua với cá gô này hết sảy luôn, với cá kho tiêu đó. Rồi cho mấy cháu uống nước đá lạnh nè. Dạ đó, chú kêu vô uống nước đá lạnh kìa các bạn. Rồi thì thành quả hôm nay Thanh đi, Thanh và chú đi vò hang ở dưới cái kinh này thì được rất là nhiều cá luôn, cá gô, cá lóc, cá chê với cá lóc kiến, cá sặc.
nhưng mà cá nào ốm như lại nhỏ thì mình thả lại, mình chỉ bắt làm mấy con cá ú thôi. Thôi video của Thanh đến đây Thanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn đã đón xem hết video của Thanh. Mong cô chú anh chị em và các bạn cho Thanh xin một like, một lượt đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ cho Thanh. Thanh xin tạm biệt.